bảy ấy, xong rồi nét mặt nó sắc lắm. Nhưng mà nó làm cái gì ở đó? Nhưng mà nó kiểu làm cái gì trong mấy cái sự kiện du lịch ấy, party công ty các kiểu. Kiểu chọn lớn lắm, bây giờ mình học năm ba năm bốn đại học đây, mình đang như kiểu trẻ trâu chả làm cái cách gì. Tối mai đi sự kiện, ô mang máy đây, tối mai đi quay cho. Nhưng mà ừ cũng được, chờ tối mai tao đi qua tao lấy, chờ tối mai tao đi qua tao lấy, tao quay trong được cách được một hai tiếng, xong người ta mang về tao đưa này.